đẹp thay tháng Đức Mẹ, nguồn sống êm vui của bao đoàn con cái. Kính thưa cộng đoàn, tháng hoa là dịp đưa chúng ta về gần bên mẹ Maria, tìm đến bên mẹ như tìm về nguồn sống êm vui, nguồn bình an của tâm hồn. Giữa một xã hội nhiều bất hòa, chiến tranh và đau khổ, vẻ đẹp dịu dàng của mẹ an ủi, nâng đỡ chúng ta. Nhân đức sáng ngời của mẹ khích lệ và dẫn lối chúng ta. Sự bảo trợ từ mẫu của mẹ dõi theo và nâng đỡ chúng ta. Tâm tình của tháng hoa dâng kính mẹ năm nay, Đức Đồng Giám Mục Giuse mời gọi chúng ta hướng về Đức Mẹ là nữ vương tử đạo. Vì chính mẹ đã theo sát Chúa Giêsu, con chí thánh của mẹ, trong mầu nhiệm tử nạn và phục sinh. Nhờ mẹ nâng đỡ và phù giúp, các thánh tử đạo Việt Nam đã anh dũng vượt qua muôn gian lao để làm chứng cho đức tin của mình. Chính dòng máu của các thánh tử đạo đã nuôi dưỡng và làm trổ sinh những cánh hoa xinh tươi, những cánh hoa của đức tin, của lòng mến, lòng cậy trông mà hôm nay mọi thành phần trong tổng giáo phận chúng ta dâng kính mẹ. Chúng ta dâng lên Đức Mẹ lòng yêu mến của chúng ta, dâng quê hương Việt Nam, dâng giáo phận thân yêu của chúng ta cho trái tim từ ái của mẹ. Như xưa, mẹ đã hiện diện và cùng cầu nguyện với các tông đồ. Hôm nay, xin Đức Mẹ cũng quy tụ chúng con dưới tà áo của mẹ, để trong năm nay, năm Tổng Giáo Phận Hà Nội chúng ta đang nỗ lực canh tân đời sống đức tin các hội đoàn, chúng ta thấy được ngọn lửa thánh thần bùng cháy, đổi mới trong mỗi hội đoàn. Nhờ lời truyền cầu và sự hiện diện đầy yêu thương của mẹ. Yeah.
Thank you.
trời hoa, đỏ xanh vàng tím trắng mướt mà. Chân con nhẹ lướt trên đồi gió. Hãy về dâng mẹ cả trời hoa, dâng mẹ cả trời hoa. Trời hoa, cả một trời hoa, đỏ xanh vàng tím trắng mướt mà. Chân con nhẹ lướt trên đồi gió. Hãy về dâng mẹ cả trời hoa, dâng mẹ cả trời hoa. Con đất Việt nào nữa, ta cùng ca
mẹ là sáng khắp đất nước bao la. Maria, tung hô. Mẹ Maria, tung hô. Mẹ yêu thương, đây ngôi sao yên vui. Cơn nguy nan cho dân thay ngày bình an. Oh,
thương mẹ, xin mẹ dạy con hai tiếng xin vâng. Mẹ ơi, đường đi trăm ngàn nguy khó, hiểm nguy dâng tràn đầy đó, xin mẹ dạy con hai tiếng xin vâng. Xin vâng, mẹ dạy con hai tiếng xin vâng, hôm qua hôm nay và ngày mai. Xin vâng, mẹ dạy con hai tiếng xin vâng, hôm nay tương lai và suốt đời. Thank you.
Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi Cực Thánh, chúng con xin dâng lời tạ ơn Chúa vì Chúa đã ban cho chúng con một người mẹ tuyệt hảo là Đức Maria, nơi mẹ toát lên mọi vẻ đẹp của thiên đàng. Mẹ là bình minh, là vầng trăng, là dòng suối hiền. Mẹ đẹp xinh hơn muôn hoa, tỏa ngào ngạt hương thơm nhân đức. Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói, Đức Trinh Nữ Maria không chỉ là nhịp cầu nối chúng con với Chúa, còn hơn thế, mẹ là con đường mà Chúa đã đi qua để đến với chúng con, và là con đường mà chúng con phải đi để đến được với Chúa. Lạy Chúa, xin cho chúng con khi tôn kính, mến yêu Đức Mẹ, thì nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ, chúng con được lòng kính mến Chúa trên hết mọi sự, được lòng tin mạnh mẽ và lòng mến thẳm sâu, để noi gương các thánh tử đạo qua sự bảo trợ của Đức Mẹ. Chúng con can đảm vượt qua những chông gai, sống và làm chứng cho tình yêu của Chúa trong cuộc sống hàng ngày.